Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cung cầu và ổn định giá cả thời điểm cuối năm, thời điểm này nhiều doanh nghiệp, kênh phân phối nhóm các mặt hàng thiết yếu đã lên kế hoạch sẵn sàng cung ứng cho thị trường để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Tại thành phố Lào Cai, đại diện một số hiệp hội và ngành hàng nhận định các yếu tố về dịch bệnh vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung một số mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, với sự điều hành sát sao và phối hợp chặt chẽ của chính phủ, các bộ ngành và của tỉnh, nguồn cung hàng hóa được dự báo vẫn sẽ được duy trì tốt, giúp bình ổn thị trường. Nội dung này sẽ được đề cập, phân tích cụ thể trong chuyên mục Doanh nghiệp phát tài Lào Cai phát triển số tháng 12 hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa vào dịp cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng thời làm tiền đề thực hiện các mục tiêu kinh tế của năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở ban ngành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lưu ý các phương án trong trường hợp có dịch bệnh. Nắm bắt tình hình thị trường cung cầu hàng hóa dịch vụ, tập trung vào các mặt hàng dịch vụ thiết yếu. Khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, chuẩn bị dự trữ hàng hóa để cung ứng sớm và đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân với giá cả hợp lý, chất lượng tốt. Gắn kết các hoạt động kết nối cung cầu, các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp phân phối và các nhà cung cấp thực phẩm thiết yếu, tạo nguồn hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết. Vận động các doanh nghiệp phân phối thực phẩm trên địa bàn phối hợp với các doanh nghiệp chăn nuôi tập trung có phương án đảm bảo nguồn cung cấp cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm hỗ trợ sản xuất và thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kết hợp cung ứng hàng hóa ổn định thị trường dịp Tết cho các địa bàn dân cư, quan tâm đến các địa bàn vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin, đẩy mạnh công tác chống buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa, công bố tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là đối với các nhóm hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt nguồn cung cục bộ. Riêng đối với mặt hàng ga, dự báo thị trường dịp cuối năm sẽ biến động về giá do phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Ga Lào Cai đã chủ động chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản để có nguồn hàng dồi dào phục vụ nhu cầu thị trường. Trạm chiết nạp ga Petro của Công ty Cổ phần Thương mại Tân Phúc Hưng tại khu công nghiệp thương mại Kim Thành, thành phố Lào Cai. Bình quân mỗi tháng, trạm chiết nạp cung cấp ổn định cho thị trường toàn tỉnh khoảng 240 tấn ga. Từ 2 đến 3 ngày, những chiếc xe bồn lại vận chuyển ga nhập khẩu từ kho chứa tại cảng Hải Phòng lên thị trường Lào Cai. Sau công đoạn bơm dẫn ga từ xe bồn ra bồn chứa, mọi quy trình từ khâu chiết nạp cho đến khi hoàn tất thành phẩm cuối cùng đều phải tuân thủ theo một quy trình đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tại khu vực chiết nạp và đóng gói bình ga, toàn bộ các cây nạp đều phải được các ngành chức năng thẩm định, dán tem mác đo lường, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Mọi công nhân khi vận hải đều phải tuân thủ những quy định đầy đủ về an toàn lao động. Các khâu từ chiết nạp đến vận bình đến ra thành phẩm thì sẽ đảm bảo hoàn toàn cho khách hàng yên tâm về các khâu để hoàn chỉnh. Từ khi vận rửa vỏ về sẽ được rửa sạch sẽ. Sau đấy là công nhân sẽ vần vào cây nạp, khi nạp ra sẽ có cái chai thử xà phòng, thử bọt để kiểm tra các ví dụ như chai nó hở cổ, hở van để loại bỏ ra. Sau đấy là các niêm bình sẽ đóng gói cẩn thận để đảm bảo đầy đủ cân lạng đến cho các đại lý và khách hàng nhất. Sáng đi lên thì đi bốc hàng cho các đại lý, giao hàng đại lý của khu thành phố. Bình thường như mọi năm là bọn em chạy ngày 2 xe. Như sang năm nay ảnh hưởng của dịch Covid thì ngày bây giờ bọn em được một xe, sản lượng tụt lượng. Thì mức lương như hàng năm bọn em mức lương nó trên 1 triệu, bây giờ còn có 6-7 triệu. Dịp Tết là anh em cũng muốn là cái nhu cầu tăng trưởng của thị trường nó cũng phát triển hơn để cho anh em đảm bảo cái mức lương cao hơn. Với kinh nghiệm gần chục năm gắn bó với thị trường Lào Cai, chiếm đến gần nửa thị phần cung cấp cho các đại lý trong tỉnh, đại diện công ty Tân Phúc Hưng nhận định về giá cả những tháng cuối năm, giá ga tại Việt Nam thường biến động do phụ thuộc vào giá nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài.
Riêng tại Lào Cai, với 6 nhà cung cấp lớn, do chủ động được nguồn dự trữ nên thị trường ga tương đối ổn định, giá cả cạnh tranh không có nhiều biến động. Thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán cận kề, dự báo nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình và các khách sạn nhà hàng phục vụ du khách sẽ tăng đáng kể. Ngoài số lượng trên 3.000 bình ga đang dự trữ tại kho, doanh nghiệp tiếp tục đặt sản xuất thêm 3.000 bình ga nữa để sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng trong tỉnh. Doanh nghiệp chúng tôi là có sự chuẩn bị tương đối là ổn định, dồi dào vì chúng tôi đã có cái kinh nghiệm về cái mặt hàng ga này rất là lâu năm rồi. Thứ nhất là về vỏ để trang bị, để chuẩn bị cho người tiêu dùng là chúng tôi hoàn toàn là làm những cái vỏ sản phẩm. Thứ nhất là rất là mới để sơn xi lại, với hai là cũng sản xuất những cái lô sản phẩm mới để phục vụ người tiêu dùng. Còn riêng đối với khí cũng báo cáo với các anh là riêng nguồn khí chúng tôi là đặt hàng theo tháng. Tháng thì cái tỷ lệ thông thường chúng tôi tiêu thụ từ 2 đến 300 tấn. Nhưng mà đối với cả những cái dịp Tết là chúng tôi cũng đã đạt tăng trưởng lên khoảng đến 20%. 20% này thì rơi vào đâu đấy là khoảng là 320 tấn đến 350 tấn. Thì cái sản lượng này chúng tôi luôn luôn đảm bảo để làm sao đáp ứng cho người tiêu dùng cái sản lượng sẽ không bị thiếu hụt. Và đặc biệt nữa là cái giá thành chúng tôi mang đến những giá thành cạnh tranh để làm sao bảo vệ người tiêu dùng cái giá thành tốt nhất. Trên cương vị là Chủ tịch Hiệp hội Ga Lào Cai, ông Nguyễn Anh Đức, người đứng đầu công ty Tân Phúc Hưng khẳng định, tại thị trường Lào Cai, sản lượng tiêu thụ ga bình quân mỗi tháng từ 700 đến 800 tấn. Điều mà các doanh nghiệp kinh doanh ga lo lắng nhất là đang chịu áp lực về giá cả nguồn nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Giá cả cũng luôn dao động tùy theo nhu cầu thế giới. Tuy nhiên, với những nỗ lực để có nguồn hàng dự trữ phong phú, góp phần bình ổn giá thị trường, Hiệp hội Ga Lào Cai đảm bảo sẽ cung ứng nguồn hàng đầy đủ, đồng thời là cầu nối vận chuyển giám sát sự an toàn của các đại lý, nhất là tại vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Thị trường Việt Nam nói chung và thị trường Lào Cai nói riêng, hiện tại giá thì đối với cả các cái đơn vị như của chúng tôi là đang là nhập cái đầu nguồn đầu vào thì là nguồn khí nhập khẩu 100%, cho nên là thường là doanh nghiệp chúng tôi vẫn đang phải chịu áp lực theo cái giá nhập khẩu của thế giới. Với cái sản phẩm của thế giới thì thường là ảnh hưởng của các đất nước phát triển, đất nước cung cấp cái dịch vụ nguồn khí LPG này là các những đất nước Trung Đông, ví dụ như Ả Rập Xê Út, rồi những cái nước Nga, những cái nước thuộc Trung Đông họ cung cấp vào đây thì cái sản phẩm khí này là đang bị ảnh hưởng của thế giới. Còn đối với cả cái sản phẩm khi mang vào đây để đánh giá và giữ đảm bảo ổn định được cái giá thì đối với công ty chúng tôi nói riêng và thị trường Lào Cai nói chung là các cái đơn vị, đặc biệt là đối với hiệp hội, anh em chúng tôi đang vẫn phải làm sao để lưu trữ một cái số lượng hàng hóa nhất định để làm ổn định thị trường, để bán đến người tiêu dùng cái giá tốt nhất. Trước thực trạng trên thị trường, một số địa phương trong tỉnh đã phát hiện các mặt hàng ga giả, tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Hiệp hội Ga Lào Cai đã đưa ra một số khuyến nghị về cách thức nhận biết giữa các mặt hàng giả và mặt hàng đảm bảo tiêu chuẩn trên thị trường. Đối với cả người tiêu dùng khi mua mặt hàng ga thì lưu ý thứ nhất là phải lưu ý mua của những đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh. Thứ hai là các cái mặt hàng mua thì nó phải có các cái hóa đơn kèm theo để thứ nhất để chứng minh cái sản phẩm đấy là có nguồn gốc xuất xứ, để trong trường hợp xấu xảy ra thứ nhất là nó liên quan đến an toàn cháy nổ, vì cái mặt hàng này nó được bảo hiểm rất là cao. Nếu mọi người lưu ý là khi sử dụng cái mặt hàng này là phải yêu cầu họ trình cho cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ là phải có phiếu xuất nhập mua bán hẳn hoi. Ví dụ như phiếu xuất mua cái chai ga này là của đại lý nào, vì là nó liên quan đến quyền lợi sau này nếu trong trường hợp xấu xảy ra. Mới đây, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ 144 bình ga giả nhãn mác của các nhà sản xuất phân phối trong nước để tiêu thụ tại thị trường huyện Mường Khương. Cảnh báo từ Hiệp hội Ga Lào Cai, nếu những sản phẩm giả mạo này đến tay người tiêu dùng sẽ không thể lường trước được những ẩn họa cho mọi người. Chính bởi vậy, mỗi khách hàng phải rất cẩn trọng khi lựa chọn sử dụng mặt hàng ga, phải kiểm chứng đầy đủ 3 yếu tố quan trọng về nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho như khuyến nghị của các hiệp hội, ngành hàng tới người tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng chuyên mục Doanh nghiệp Phát Tài Lào Cai Phát Triển tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.